Trời ơi, bánh sắp khét hết rồi. Lấy ra trời ơi, ai mà để cái bánh ra đây nước chết cha bể luôn rồi. Thôi khỏi luôn đi, lấy bánh này thứ ăn đi cho nó chắc ăn. Lấy ra mình sẽ cho Hiro một cái. Trời ơi, sao nhà mình nay nhiều cái con chứ ghê quá. Hiro ơi. Gì chị Anh Đa? Núi lửa này, hồ đây nè. Ở ngoài hồ nè. Đang tắm lava hả Hiro? Không, đang trả thù chị Anh Đa. Nè, mình... tưởng tượng này là chị Anh Đa không? Thấy cái đầu này không? Không, đầu bí ngô không? Nhìn mặt đầu rung sợ giống chị Anh Đa chưa? Đó nè. Đó, em cho chị đặt xuống dưới y vậy đó. Thì ra là Hiro hẳn chị vậy luôn. Dạ. Ê, cái đó sao không để dành ăn mà giống như đó. Này là tay chân của chị Anh Đa đó. Rồi. Chà. Đó, ghê chưa. Thì ra là Hiro thù chị như vậy rồi. Đáng ghét, chị đi về. Đáng ghét. Về với về, cũng chung có nhà. Về, vô muốn gặp em cái gì. Tính cho. Trả tay chân lại cho chị Anh Đa đó. Trời ơi, ghê quá. Thật tế mấy củ cà rốt em lấy trong thùng chị Anh Đa chứ đâu. Trời ơi, biết rồi coi mình để như là cái gì ta. Để hù. Ờ Hiro, nghe nè. Trong cái đường mình có cái bản đồ nè. Sao lên gì? À, trong cái đường có bản đồ của Happy gửi cho chị nè. Đâu? Trời, của Happy đâu? Kho báu. Đó. Để em đọc đi. Để em đọc coi. Để mình coi cái bản đồ kho báu. Thì có một cái kho báu ở đâu đó mà tôi không biết. Dục bản đồ đi, em là biết đọc chữ. Trời ơi. Đâu phải, bản đồ mình đâu cần đọc chữ. Mình chỉ cần đi theo hướng dẫn sử dụng thôi. À, hèn gì không thấy cái chữ nào. Tưởng đâu chữ cổ đại. Trời ơi, nhìn thấy hình ảnh minh họa mà. Đúng là con nít vẽ tùm lum như chồng. Bởi vì mới nói. Tính ra chị Banda đi vô ruộng em đạp ruộng ngon lành luôn á. Trồng ruộng nghe nó tào lao chứ là tự nhiên trồng mới trước nhà nó thành quầy gì vậy. Vậy cho nó dễ thu hoạch. Sáng rồi ra dòm đồng lúa thấy không? Tươi mát được thấy đi mùi lúa chín thấy không? Thơm mùi lúa chín đó. Có nghe mùi gì đâu rồi nghe. Có mùi phân cù nè. Bởi vậy? Nè. Vậy đó lại hửi nha. Mà mấy con cù nó vô đây dặm hồi nát bấy thì không nói gì đâu. Em không nói tại vì mấy con cù là động vật. Ê, quýnh nó hư ruộng. Không có, lấy thịt vô mình lấy thịt. Trời ơi, mỗi lần quýnh nó nhảy một cái là hư một thửa ruộng của em. Không sao đâu. Rồi em thấy hư một chục cái rồi. Chịu. Chị Đa không dùng kim. Không có kim. Trời ơi, em thọc chị Đa quá. Thôi, quyết chị Đa. Trời ơi, chị soạn đồ chị đi. Đây làm hả cù ra nữa. Để giáp theo. Đi luôn con, đi luôn nha. Ủa sao đây không có kiếm? Thôi lên lầu lấy. Trời ơi, có kiếm cũng có, thôi trong rương của em cũng có đó. Chị Anh Đa muốn chị Anh Đa vô lấy đi. Thôi rương chị cũng có vậy. Thôi có thì chị Anh Đa tự lấy. Đây, có kiếm mà lấy hai kiếm đi với thịt theo ăn. Rồi, ok. Rồi, đi, chị Anh Đa. Ui da, phát biểu đâu rồi. Đâu, đưa cho em tấm bản đồ trẻ con đó đây. Nè, đó. Trời ơi, rồi bản đồ cái dấu ít ngay ở hướng... hướng mặt trời mọc. Mặt trời đi. Mặt trời mọc hướng nào ta? Không biết. Vậy cũng coi bản đồ gì gà. Mình tự mặt tự trời tự đi. Thấy mặt trời ở đây không? Vậy chắc mọc hướng bên này à. Đó. À, gì? Đó, mặt bên trời bên đây là mặt trời chuẩn bị lặn. Ủa chuẩn bị lặn hả? Ai biết đâu. Thấy không? Vậy phải đi ngược lại hả? Thì mình đúng rồi, đi qua đây. Đi ngược lại. Ủa chị ta giỏi quá. Chứ sao? Đi coi bản đồ luôn. Ủa bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều? Lặn thì chỉ có buổi chiều mới lặn thôi. Chứ trời nào lặn buổi sáng. Đâu? Đi nhanh đi. Đâu? À. Đó, đi thẳng qua bên kia. Thẳng qua bên kia luôn. Đi. Ôi, đi này cho nó đỡ lội nước thì chút. Em đang đi nè. Đây nước thấp nè, đây nước thấp nè. Đó. Đi. Ủa đâu rồi? Nè. Rồi bản đồ đánh dấu đâu chị em ta biết không? Đâu rồi nè, tự coi đi. Đâu để coi. Đó. Để em coi cầm nghiên cứu rồi. Hướng này. Hướng này hả? Đúng rồi. Rồi bước thẳng vô đi. Ở đâu coi à, có một cây cỏ đâu đây. Chị em đã thấy cây cỏ đâu không? Cây cỏ hả? Ở trước mặt hả? Cái này nè, cái cục này nè. Đâu đâu? Thấy không? Ờ đúng rồi, cái cục nè. Đó, đúng rồi. Chính là nó luôn á, chị em đây. Ơi. Bản đồ chỉ hướng này nè. Vậy giờ mình đào hả? Đào đi, đào từ từ ra đi. Ê chết cha, quên đem kiếm hay toàn là cấp không mà. Trời ơi. Ủa, kiếm không à, không có cấp. Toàn là kiếm. Đào nó cũng là. Đào, khai quật đi chị em ơi. Trời ơi, đào này cho tôi lạnh quá. Đúng rồi, đào cho chị cấp coi. Em làm có cấp. Đào từ từ đi. Đào từ từ đi. Bó tay chứ đi tìm kho báu không tìm cấp theo. Ê chị em ơi, có con thằng nào trên này nè. Đợi thằng nào đến dòm chị em đã kìa. Trời ơi, dòm chị em đã trên nè. Ôi, no. Ê, chị Anh Đa kìa, chạy. Cái gì vậy ơi? Trời ơi, no. Ê, con có lâm này nè. Trời ơi, cô lâm. Chặt nó. Chị Anh Đa, quýnh đi, em quýnh sau lưng đó. Chặt nó. Oh my god. Chị Anh Đa, hấp dẫn cái đi. Chết cha, chui vô chỗ. Mày hiểu mày quýnh gái mày đè quýnh qua. Ai. Trời ơi, sao không quýnh phụ nữ đi, quýnh tao vậy? Trời ơi. Nay mày đổi, mày thích đàn ông rồi hả? Chị Anh Đa, cứu em lại lên. Trời ơi, nó lại gần em kìa. Ê, nó quanh trở lại chỗ của chị Anh Đa kìa. Nó quanh lại của chị Anh Đa kìa. Chị, ôi nó chọi. Quất nó chị Anh Đa. Chết đi trời.
chết, em sắp chết rồi nhưng em vẫn liều mạng. Lấy đồ ăn ăn vô đi. Liều mạng. Ê, nó nhìn em kìa, nó nhìn em kìa. Ôi, nó nổ rồi. Chết đi, đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét thiệt chứ. Rồi, cuối cùng việc nữa chị anh ơi. Trời ơi, thấy thịt ra ăn, ôi cha, mình có thịt chín trong này nè. Trời ơi, thằng đáng ghét á. Mà thằng đáng ghét rớt cái gì nè chị anh ta? Đâu? Nè, rớt cục gì á? Ôi trời ơi, nó rớt cái viên ngọc. Thôi, đó viên ngọc hả? Em tưởng đâu đó là cục ly á. Em tính đem về bắn bi rồi đó. Trời ơi, bắn có được đâu, không có thừa lừ bắn cái gì. Vậy mà cái chỗ gì anh ta đào cái gì mà ra nguyên một thằng vậy? Chị không có biết đâu. Ê chị Đa, giờ dưới này hình như có gì nè chị Đa. Có gì vậy, nãy chị đào chứ chưa thấy gì hết là chạy lên liền luôn. Em mới đào thêm á. Nè. Rồi. Có rương này mà mở không được, nó bị hư rồi. Trời ơi, đập ra đi. Ủa đập ra, đập ra mở mới được. Ở trong cái rương có cuốn sách đó mà, chứ đâu có gì đâu. Ê coi coi sách đây. Ui, ra ra chị Đa để em coi thử coi. Đó đó coi đi, đọc đi, đọc bởi đi. Bởi vì không biết đọc chữ nhìn cầm sách với bản đồ cũng lộn hả? Nè. Trời ơi. Cuốn sách tên là cách tạo ra găng tay vô cực của hệ gió. Yeah. Ê, sao nghe cực khổ quá vậy? Đúng rồi, găng tay siêu cực khổ hệ gió. Ôi, ấy vậy mình về mình chế tạo đi mà nó cần gì chứ gì? À, nó cần viên ngọc của thằng lựu đạn màu xanh. À, cái thằng nãy đúng không? Ủa, em đâu biết đâu, thằng lựu đạn màu xanh này. Đó. Ê, cái thằng nãy là thằng Gollum mà. Mà quyển sách này ở trong quyển sách còn chứa thêm viên nữa nè. Trời ơi, oh my god. Ôi, vậy coi không. Ê, mà cái đó cần chế tạo gì chứ cái giống vậy? Đâu biết đâu. Nó nói là đi. Chế tạo chiếc găng tay bằng cách chế tạo bình thường đó thì em cũng biết nữa chị anh ơi, nó nói là tạo hình gần giống bàn tay thôi nhưng mà cần ba cục sắt với một cái này mà sao ra bàn tay được. Ba cục sắt hả? Đúng rồi, ba cục sắt. Mình về sao lấy của em nữa thôi mà em còn cục đi về mình lấy mình chế tạo thử đi về đi chế tạo. À, anh chết rồi chị anh ơi, chết rồi chết thằng ơi, còn đứng cơ cơ đó thì chết rồi, sống lại có gì đâu. Em giả bộ thôi, em giả bộ thôi. Đi đi về, tính là ma hù chị anh đa. Chị anh đa quay lưng lại nhanh quá. Trời ơi, chị đâu có sợ ma đi đâu, đem tưởng gì á. Không sợ ha. Đời nào mà sợ ma. Em thấy không ai sợ ma mà tối ngày đứt 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 đứt. Chứ. Ủa rồi đi về. Nhanh. Đâu mà chết rồi. Em nghèo quá, em không có sắt, em có vàng không hả? Trời ơi trời, thiệt tức. Vậy chứ. Trừ vàng kim cương em không còn gì á. Trời ơi nghèo quá ha. Đúng rồi, sắt em dục xuống hồ lava hết rồi. Hồi nãy chị nhớ dục cái gì ta, cà rốt không mà. Không, nhưng mà sáng trước thì dục cà rốt. Rồi đâu rồi, sắt rồi. Ê nè, sắt nè, đó. À, không, em có sắt sẵn. Đây đây, lấy sắt cho mình. Mà có 5 cục à, dư sức. Hồi nè, còn thịt không, cho miếng thịt đó. Ê chị ra, em tự tạo ra ra bằng tay à, thấy không? Ba, ở mình, chị ra thấy ô cá nhân mình có 4 lóc để ráp không? À. Đó, để 3 cục với ngay. Ơi không được chị ra ơi. Ủa nhộp. Thì chắc phải là để bàn chế tạo mà hình giống bằng tay mới được á. Đó nè, để chị để bằng chế tạo thôi. Chị đã làm á, em coi ơi. Ừ đó, coi đi đó. Cái cục này để vô dưới. Đúng này. Đúng rồi, để giữa. Được cái ba cái cục sắt ở đây. Ba đó cục. Cho ghê hả? Làm được luôn. Đó, thấy chưa? Ok, lấm coi thôi. Để chị làm thử một cái nữa coi. Được rồi. Ôi, đừng có nạt chị. Khoan. Chết cha thiếu cục sắt. Dạ. Lấy sắt cái từ từ đừng có manh động. Trời, sắt mà cũng không có hả? Em ở đây em còn sắt nè, lấy không? Ờ nè, đâu có, chuyện thiếu thôi. À, chơi chơi cha để lộn, đây. Ồ, có cái găng tay nữa nè. Ôi đi 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 đi, ra đây mình hòa xử mấy con. Chà, đừng đó đâu. Xử chị Đa trước. Hãy xử kẻ thù riêng trước. Ủa, xử kẻ thù riêng nhà trước. Thì đâu ăn đâu ơi. Từ. Chạy. Dám ăn thiếp hả? Ninja không tiêu à. Chà. Chị Đa chơi lại không? Em học trường ninja. Ây dạ. Thôi quýnh học lời Hero mọi người ơi, Hero này dữ quá, chạy vô đâu có được. Chạy, không biết tiêu. Đóng cửa lời, không tiêu vô nhà. Đóng cửa lời. Không xin nhà. Trời ơi, đồ ác đạo. Không xin cửa. Trời ơi. Ây dạ, chết rồi. Ôi, đừng có. Đúng rồi. Trời ơi, đó. Cái gì vậy? Ôi. Chạy nhanh lên. Xạo. Trời ơi, quýnh không có lời. Dựng tường á nè, chiêu. Bám dạ, tường. Quánh mạnh ha, dạ. Cho mấy con cừu này chết hết. Ê, gì vậy? Chết đi. Ôi. Chết hả, dám cừu à. Chạy đi. Ôi, mình sẽ đi dựng trốn. Dựng tường mấy con cừu. Cừu ơi, mày nấp sau bức tường nghe nha. Ê, cái bao tay này dựng tường được luôn hả? Gắt chứ hả? Trời, chị em. Ê, mà tao thì đâu dựng có mấy cái bông, chạy dựng không có mà. Trời ơi, siêu nhân dựng mới có bông. Ôi, được, quýnh nữa, đó, đáng đời. Đúng đời. Dám quýnh cừu anh. Ơi, đừng có quánh chị. Thôi, chị Đa dòm nè, em làm cái game nè. Cái gì đâu, làm cái gì? Tao không được, đứng lên này không được. Nhọc. Ây dạ. Đâu rồi? No. Sợ rồi, thấy rồi. Chị cắt rồi. Ây dạ, xem. Ây dạ.
lên không được. Tại sao vậy? Cầu nè, trời ơi, bắt lấy cầu ăn. Đó, lên rồi, lên rồi. Em đã lên rồi. Lên hả? Lên, lên rồi. Lên đi, ừ, đó, đó, lên đi. Sao? Ôi, ôi, dẫn tường lên, dẫn tường trong tường. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ê, ai, ai, ai. Dẫn tường, dẫn tường. Đâu rồi? Dẫn tường lên, dẫn tường bảo vệ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Dẫn tường lên. Ôi, trời ơi, dẫn tường lên. Rồi ngủ cái gì giờ này? Mấy con thằng. Ê, đừng có xài nhiều quá, hồi nó hư. Quên, sắp hư rồi. Một hồi, trời, ui. Dạ. Ê, con Elatan nó đứng ngay gốc cây để chị giúp nó. Ê, tên cầm kia, cầm kia. Tên cầm. Ê, bộ xương. Con bộ xương, con bộ xương. Ê, đừng có bắn cho chị. Đứng lại. Yeah, yeah. Ôi, sắp chết vậy nè. Sắp chết luôn rồi, còn nữa không? Giữ nó, giữ nó. Hai to luôn, hót nó. Trời ơi, đáng đời. Ui, tâm sáng rồi kìa, nhìn đây. Ủa, nó rã rồi kìa. Con heo đã chứng kiến chúng ta đã. Ê, con zombie nó chành chị. Dạ, dạ, chết đi, còn chết đi. Ôi, nó tan phát nó ra kìa. Nhìn ra, giết con heo đi, con heo thấy gì đây, giết người vậy kìa. Trời ơi, có, chị không có giết người, chị giết zombie thôi. Rồi rồi, zombie. Nó bắn chị nữa, đâu, thằng nào đâu, trời ơi. Chạy. Dựng tường ra, đổi tên đó. Đi chị lấy đồ ăn. Dựng tường ra, đổi tên đó. Đó, để chị hớp đó. Ui, nó bắn chị kìa. Oh my god. Bánh sát. Ôi, ê, nó rã xương nó ra kìa, gớm không? Ghê quá. Lấy xương nó dễ hầm nước xương đi. Người ta làm bột xương, người ta trồng ruộng vậy đây. Ôi vậy hả? Chứ không phải mình lấy đó, mình nấu xíu hết hả? Không. Trời ơi. Ôm đói quá rồi, chết rồi. Ôi, hero nó bị nó bắn chết rồi. Ôi, chết đi. Rồi con bộ xương đáng ghét. Ai, trời ơi, nó chết. Ôi, nó dai quá mọi người ơi. Trời ơi, rốt cuộc nó đã bắn hero chết queo rồi. Và clip của chị Banda đến đây là đã kết thúc rồi nha mọi người. Nếu mọi người thích clip này, hãy để lại chị Banda một like nha. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.